Mình xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh dụng cụ xây dựng Huế nha. Thì bên mình chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm chuyên về xây dựng và ủ lá gạch nha anh em. Bên mình vừa về cả lỗ sản phẩm kết gạch cũng như là kè cân bằng để phục vụ cho anh em nha. Thì hàng kết gạch này là hàng chất lượng cao anh em nha. Đây. Thì kết gạch này trên thị trường nó có rất là nhiều loại luôn. Nếu mà nhiều anh em nào sử dụng nhiều á, thì anh em sẽ biết có rất là nhiều loại nha, không phải là một loại đâu nha. Thì bình thường cái kết gạch màu vàng đậm này, anh em để ý cái màu vàng đậm này này, có cái đĩa cao su này này. Thì cái này là thép nó rất là dày và rất là chắc nha. Nhưng mà cái trứng của nó hư cả nên khoảng tầm 2 ly. Đây, hư khoảng tầm 2 ly đây. Nhưng mà gạch bù là cái thép của nó rất là chắc nha anh em, thì có bên luôn. Còn như mà cái vang nhạc á, thì nó sẽ là cái chân nó sạc ở đây, nhưng mà cái thép của nó mỏng hơn nha, và nó không chắc chắn bằng cái này. Nên mình giới thiệu đến em, vì mình chuyển cái sản phẩm này nên mình sẽ biết để mình giới thiệu cho anh em về rõ nha. Một cây này mình bán 65.000 một cây nha anh em. Thì anh em mua về trước khi sử dụng thì có thể bôi trơn bằng nhựt nha, nhựt xé hoặc vô ăn. 65.000 con nha nè. Đây, rất là nhiều luôn. Đây là kết gạch ở đây anh em nha. Một túi một thùng như thế này là 50 con kết gạch đấy. Tiếp theo là kè cân bằng đây nè. Tiếp theo là kè chữ thập anh em này. Kè chữ thập 1 ly, 1 ly rưỡi, 2 ly nha, 3 loại nha anh em, 3 loại. Đây, một túi này là 15.000 nha anh em. Anh em rất là nhiều luôn anh em, một túi này anh em sử dụng ốp trường lạc nên thoải mái luôn nha anh em, cả nghìn con luôn, 15.000 một túi. Cái xoáy 1,5 ly này, cái xoáy 1,5 ly này, 80.000 một túi cái xoáy 1,5 ly nha, 80.000 50 con, thấy được chứng nha anh em. Đây là kim. Đây là kem, đây kem, kem để xiết kem một lần nữa nè. Mình đã qua giới thiệu kem một lần luôn. Đây kem một lần bên mình rất là nhiều nha. Nếm. Nếm này một túi này là túi này là 90.000 một ký. 90.000 một ký và 85.000-86 con nha. Đây. Đây là kem 50.000. Kem bọc ké đây. Kem để xiết ké này, xiết nếm vào lại nè. Cái mắc thì cũng có 3 loại, 1 ly, ly rưỡi, 2 ly. Đây là cái sản phẩm, đây là 1 ký nha, 1 ký này là 100.000. Và đây là cái sản phẩm mới bên mình luôn. Sản phẩm cũ này, cũ. Thì cái sản phẩm mới này chắc chắn thì nó sẽ chất lượng và nó sẽ chắc hơn cái sản phẩm cũ nha nè. Mới, màu độc hơn nha. Đây cũng là cái xoáy, nhưng mà cái xoáy này là cái từ tại sử dụng đây này. Đây là một loại 1 ly nha. Nãy mình giới thiệu loại ly rưỡi, đây là loại 1 ly này. Xoáy nha. Thì anh em chú ý mua sản phẩm này về anh em. Anh em nào chưa biết dùng thì cái này anh em cho theo cái mặt rón này. Cái mặt rón này anh em. Đây mặt rón đây. Anh em cho vào, anh em xoáy ngang lại và anh em vặn cái vịt này lại nha. Tổng khoảng tầm 1 đến 2 giờ em phải xoáy theo đúng cái mặt rón này nên em giữ ra nha. Chứ để sáng ngày mai là vứt luôn. Tiếp theo là hít gạch. Anh em nào ốp gạch khổ 800 trở lên thì buộc phải có cái này. Cái này thì hít gạch đến đây. Giúp chúng ta bưng gạch để mà cho vào để lạc gạch á. Và hoặc là sửa những viên gạch khi chúng ta đã ốp sai. Sai thì mình rất là khó để lấy lên, thì mình phải buộc phải có cái hít để mình dỡ nó lên nha. Hít chặt hai chạy nha nè. Rất là chắc chắn luôn, bằng thép nha. Cái này bằng thép nha nè, không phải nhựa đâu. Trọng lượng hít thì tối đa lên đến 100kg. Đây. Nên em yên tâm nha, viên gạch thì nó có 10 mấy ký, nhưng mà cái này hít đến 100 ký luôn. Thank you.
Tiếp theo là cái dòng băng gạc kéo răng cưa lạc nền này thì bên mình nó có 3 loại anh em nha. Đây 3 loại. Mình sẽ cho ra 3 loại đây. 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 Inox nha anh em. Inox dài 60 phân. Cái viên gạch nền của mình là đúng 60 phân này. Đây, 60 phân, thậm chí là 61 phân luôn nha anh em, không phải 60 nữa. 61 phân này. Cái này răng sâu 1/4. Cái này 150.000 nha. 150.000 nha anh em. Inox rất là bóng luôn, 150.000 một cây. Đây. Quay chi tiết cho anh em xem luôn. Cây này thì dài 70 phân nha anh em. Đây. Đến em nha, cây này 60 này. Đấy, cây này thì nó dài hơn 70 phân nha. Răng của nó thì sâu 1 phân. Răng sâu phân, cây này giảm 160.000 một cây nha anh em. 160.000 một cây nha. Đây. Còn đây là cái loài inox dày nha anh em. Đây loài inox trước giờ mình đang bán loài này. Thì sản phẩm này nó rất là dày, rất là chắc. Thì cây này thì giá 240.000 nha anh em. Dài 60 phân. Răng của nó sâu 1/3 nha. Răng nó là sâu 1/3, nó rất là dày nha. Cái này thì inox mỏng hơn. Cái này 150 nha. Cái này thì 240. Cái này bên mình đang bán với giá 240 nha anh em. Cái này 150. Cái này 160 nha. Thì bên này là bảy răng cưa thì bên mình có hai loại. Bảy răng cưa đen, một cây 50.000 nha anh em. Tay phải tay trái đều có nha, răng sâu 1/2. Răng cưa đen. Một cây 50.000 nha anh em, tảng bộ đến chuột này. Đây là bảy răng cưa thép trắng. Tay phải tay trái đều có, răng sâu 1/2 và 2 phân nha anh em, hai loại. Sâu 1/2 và 2 phân. Cây này bên mình đang bán giá 80.000 nha. 80.000 một cây. Đây là bộ đôi bảy bảy đập chỉ cũng như là xe tô. Thì cái này bảy lợ nha, bảy lợ, bảy là 8 phân. Cái này một cặp này là một cái 60.000, một cái 60.000. Cái trắng này cũng 60.000. Mà cái đen này cũng 60.000 nha. Coi như bảy 10 phân á thì 70.000 nha anh em. Mẫu này thì cũng 70 phân là 70.000. Cái mẫu này 10 phân cũng 70.000 nha. Bên này thì thước đo hai đoạn này, hai đoạn này nha. Một cái như vậy là 90.000. Anh em nào thích đo nhanh tiện lợi thì mua cái hai đoạn này nha. Một cái 90.000 nha anh em. Còn em nào muốn mua đó được góc cạnh cũng như là cái lộm nước luôn á thì lấy 6 đoạn này. 100.000 một cái. 100.000 một cái thước 6 đoạn. Nằm trong cái hộp này này nha. Bên này thì bay thì bên mình có bay chất lượng cao và bay giá rẻ nha. Đây bay chất lượng cao đây nè. Bay đập liền chiếc nha. Đây là cây giá rẻ này. Cũng là liên chiếc nha anh em, nhưng mà nó không được đẹp bằng cái này. Bộ công chỉnh chiếc nha. Thì anh em nào muốn mua bay thì liên hệ mình qua Zalo với số điện thoại đã ghi ở trên màn hình nha anh em, để mình gửi mẫu bay cũng như bằng giá từng chiếc nha. Chứ bay này nó rất là nhiều mẫu, cùng với là nó rất là nhiều cây nữa, nhiều loài nữa, nhỏ bé từ 1 phân đến 9 phân thì giá nó khác nhau. Bây giờ mình bảo giá thì anh em cũng không nhớ hết, nên bên mình sẽ gửi, anh em nào mua bay thì liên hệ Zalo mình nha, để mình gửi cái bảng giá qua anh em dễ dàng xem nha. Đây bảng xóa của giá tiền nha. Xóa của giá tiền đó nha. Một cái này là 80.000 nha. Của giá tiền mình rất là nhiều. Đến em nha. Một cái này 80.000 nha anh em. Anh em nào mua về thì tự dán cái càng vào nha. Càng này càng rơi. Anh em lấy hộp kéo, hộp kéo 502 á, kéo con voi này. Anh em cho cái này, anh em chú ý cái đuôi nó băng về cái này là anh em dán thôi. Dán nó rất là chắc nha, mình không cần phải đóng đinh đâu. Đóng đinh thì nó sẽ hay bị nứt cái băng xóa này. Nên dán thì nó sẽ không bị nứt nha. Rồi anh em nào có mua cái sản phẩm gì bên mình thì
liên hệ với mình nhé qua Zalo hoặc số điện thoại 0399131543 hoặc là 0376734343 nhé. Mình xin chào tất cả anh em nhé.